Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Nhóm tài xế mang nước đến cho bà con vùng hạn mặn. Lạ mắt với con đường ớt ở Quảng Ngãi. Dùng súng cướp tiệm vàng tại Bình Dương, bị bắt ở Campuchia. Câu chuyện độc đáo hôm nay, độc đáo bảo tàng đạo mẫu làm từ hàng triệu viên ngói cổ. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một tuần trở lại đây, thành phố ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Đặc biệt, số lượng trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh. Cụ thể, trong tuần 15 tính từ ngày 8 đến 14 tháng 4, ghi nhận 287 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng từ đầu năm 2024 đến tuần 15 là 2.289 ca. Trong tuần 15 cũng ghi nhận 136 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu năm 2024 đến tuần 15 là 2.585 ca. Dự báo thời gian tới, số ca mắc tay chân miệng sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, hiện đang là thời gian cao điểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, xảy ra quanh năm và thường tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Nhằm chia sẻ và hỗ trợ bà con vùng hạn mặn vượt qua khó khăn, có nước sạch để sử dụng, những ngày qua, một nhóm tài xế ở thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã liên kết với nhau thực hiện chương trình giọt nước nghĩa tình tại tỉnh Tiền Giang. Nhóm thiện nguyện này có 10 xe tải, xe nhỏ nhất chở được 6 khối nước và xe lớn nhất chở được 10 khối nước. Đến nay, nhóm đã thực hiện được 3 chuyến hỗ trợ với gần 250 khối nước. Số nước sạch trên đã được chuyển đến hỗ trợ miễn phí cho bà con hai huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Tất cả chi phí do các thành viên trong nhóm tự đóng góp. Các thành viên trong nhóm cho biết sẽ tiếp tục hoạt động này trong những ngày tới nhằm giúp bà con bớt khó khăn do đang thiếu nguồn nước sinh hoạt. Tuy số nước sạch trị giá không lớn, nhưng với những người dân vùng hạn mặn thì vô cùng ý nghĩa. Do đó, hoạt động giọt nước nghĩa tình đã thể hiện được tấm lòng sẻ chia của các thành viên trong nhóm, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Ớt rớt giá thê thảm, chỉ còn 4.000 đồng đến 7.000 đồng một ký và rất ít người mua. Người trồng ớt ở dọc sông Trà Khúc, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi phải mang ớt ra vỉa hè đường Trường Sa phơi. Con đường đẹp nhất nhì tỉnh Quảng Ngãi phủ màu đỏ của ớt. Khoảng một tháng qua, người dân trồng ớt ở vựa ớt xã Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi không mang được ớt vì giá quá rẻ và thương lái cũng chẳng tha thiết mua. Thế là người dân mang ớt ra đường phơi, ớt nhuộm đỏ tuyến đường. Nếu so với năm ngoái thời điểm này, giá ớt dao động từ 25.000 đến 80.000 đồng một kg, năm nay chỉ còn từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng một kg. Bỏ ruộng ớt thì tiếc công chăm sóc, mà hái bán thì chẳng đủ tiền thuê người. Thế là người dân đành mang ớt ra đường phơi. Nhiều du khách hiếu kỳ đã đến chụp hình trekking cùng con đường ớt. Ớt phơi nhuộm đỏ bờ sông Trà Khúc là hậu quả của việc người dân trồng bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng. Từ sau Tết cổ truyền, chính quyền thành phố Quảng Ngãi đã khuyến cáo việc trồng ớt cần hạn chế bởi đầu ra bất bên. Nhưng với những vụ thắng lớn cho lợi nhuận khủng, đầu tư khoảng 4 triệu đồng trên 1.000 mét vuông trồng ớt, cho lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng, người dân đã bất chấp trồng. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thành phố Cần Thơ được biết đến là trung tâm kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây cũng được xem là trung tâm chăm sóc sức khỏe, y tế, có chất lượng tốt cho người dân của khu vực. Trong đó có lĩnh vực nha khoa. Thuộc hệ thống nha khoa ST Dentist, với lịch sử phát triển hơn 15 năm tại thành phố Hồ Chí Minh, ST Dentist Cần Thơ ra đời với mong muốn mang đến cho người dân trong khu vực một địa chỉ chăm sóc răng miệng
và nụ cười với các dịch vụ nha khoa theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, ST Dentist là những dịch vụ nổi bật như là phục hình xứ thẩm mỹ, im lăng, niềng răng và tổng quát. Nhưng rất may mắn thì ST Dentist được tất cả các kiều bào nước ngoài, kể cả các bà con các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay là các bà con ở thành phố Hồ Chí Minh đều tin tưởng dịch vụ là răng xứ thẩm mỹ và im lăng và niềng răng là nhiều. Thường thường bà con chúng ta là hay bị hư răng nhiều. Thứ nhất là bị nhiễm tetrasilin, thứ hai là răng sâu và răng hư rất là nhiều. Và lúc đó thì điều kiện mà về nha khoa nó còn không phát triển. Chính vì điều đó nên là tôi muốn mang lại những gì mà tốt nhất, kết quả tốt nhất để cho bà con ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và nói riêng, đó là bà con của tỉnh thành phố Cần Thơ nói riêng, sẽ sử dụng được những dịch vụ tốt nhất với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất, ST Dentist Cần Thơ còn sở hữu đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao cùng đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm. Với phương châm xem khách hàng như người thân, ST Dentist luôn nỗ lực đào tạo đội ngũ nhân viên và hoàn thiện các dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng mỗi ngày. Đặc biệt, ST Dentist cũng là địa chỉ được nhiều doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng cũng như kiều bào tin tưởng lựa chọn để chăm sóc răng miệng và kiến tạo nụ cười tươi sáng trong nhiều năm qua. Dạ, tại nha khoa ST Cần Thơ cho em cái cảm giác rất là thoải mái, thân thiện khi em đến em làm. Khi mà em làm em cũng không có bị đau hay là không có bị ê buốt giống như những cái feedback ở ngoài kia. Thì sau khi em làm thì em có được một cái nụ cười rất là tự tin, thoải mái, không có ngại khi mà cái hàm răng vẫn xấu như hồi đó nữa. Cùng với các dịch vụ chất lượng và chế độ bảo hành lâu dài, nha khoa ST Dentist Cần Thơ cũng thường xuyên có các chương trình ưu đãi hấp dẫn và chính sách hỗ trợ trả góp không lãi suất, giúp khách hàng an tâm và dễ dàng sở hữu được nụ cười đẹp. Tiếp tục chương trình sẽ là thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Bầu Bàng khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Campuchia. Đó là Phạm Hoàng Hưng, 28 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bị Công an Bình Dương phối hợp cùng Cảnh sát Hình sự Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Svay Riêng. Hưng là nghi phạm thứ 3 bị bắt trong số 4 nghi phạm cướp tiệm vàng tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào ngày 3 tháng 3. Hưng là người trực tiếp cầm súng trong vụ cướp. Nghi phạm còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi, 34 tuổi, quê huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, hiện cũng đang lẩn trốn tại Campuchia và đang bị công an truy bắt. Trước đó, 4 người mặc áo khoác và đeo khẩu trang chở nhau trên 2 xe máy lao vào tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Các nghi phạm dùng súng đe dọa chủ quán và đập tủ kính cướp vàng. Theo trình báo ban đầu, số vàng bị cướp trị giá gần 1 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển Vùng 2 khám phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ địa phương khác và nước ngoài về Đà Nẵng tiêu thụ. Trước đó, 14 tháng 3, tại khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng, các trinh sát đã bắt quả tang Trung khi vừa vận chuyển lượng lớn ma túy vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Thu giữ 3 kg ma túy đá được ngụy trang trong những túi chè khô mà Trung cất giấu trong thùng xốp. Đấu tranh mở rộng chuyên án, xác định có một người phụ nữ gửi kiện hàng từ nước ngoài về cho Trung, nên trưa 18 tháng 3, các trinh sát đã đón nhận kiện hàng tại một địa chỉ ở quận Sơn Trà, phát hiện bên trong có chứa 12.000 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các loại đồ hộp. Tổng trọng lượng của số ma túy trên là khoảng 4,5 kg. Đây được xem là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh khám phá được. Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa phá một đường dây làm giả giấy phép lái xe cho những người có nhu cầu ở 63 tỉnh thành, thu giữ hàng trăm giấy phép lái xe, hàng chục con dấu, mẫu dấu giả của cơ quan chức năng. Theo điều tra ban đầu, Đỗ Văn Giang, 28 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, không có công ăn việc làm ổn định. Cuối năm 2022, Giang có quen với một nam thanh niên, không rõ nhân thân và được người này hướng dẫn cách làm giấy phép lái xe giả bán kiếm lời. Nhận thấy việc làm giấy phép lái xe giả khá dễ dàng,
nên Giang đã đặt mua các công cụ cần thiết như máy tính, máy in thẻ cứng, máy in màu, phôi giấy phép lái xe cùng file con dấu, chữ ký của 63 sở giao thông vận tải trên cả nước. Sau đó, Giang rủ Trần Văn Trường 29 tuổi, Nguyễn Thành Tiến 28 tuổi, Nguyễn Hữu Thịnh 27 tuổi, Nguyễn Văn Cương 42 tuổi và Đặng Văn Duy 31 tuổi đều trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cùng tham gia. Giá mỗi giấy phép lái xe máy từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng, giấy phép lái xe ô tô từ 2 đến 3 triệu đồng. Bước đầu công an đã làm rõ nhóm đối tượng này đã làm giả 1.436 giấy phép lái xe bán cho người mua trên 63 tỉnh thành, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Thưa quý vị, nằm giữa vườn cây ăn quả 50 năm tuổi, bảo tàng đạo mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh nổi tiếng bởi thiết kế nương nhờ thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm gốc. Bảo tàng ấn tượng này khác biệt bởi nó được tạo nên từ hơn 5 triệu viên ngói cổ do chính tay nghệ sĩ sưu tầm nhiều năm qua. Hãy cùng Góc Nhìn Trưa Nay khám phá bảo tàng này quý vị nhé! Tọa lạc tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, công trình bảo tàng đạo mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được công chúng yêu thích bởi sự độc đáo và câu chuyện kỳ công của nghệ sĩ khi xây dựng bảo tàng này. Đó là việc nghệ sĩ đã đi khắp các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng để tìm mua 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ từ 500 nhà dân. Đối với tôi thì những cái gì mà tiếp thu từ các cụ, với cái nhà năm gian ba gian các cụ đã làm rồi, thì ngay từ đầu là tôi đã không muốn làm những cái mà tôi chỉ lấy cái hồn cốt ở đấy thôi. Phải muốn làm một cái gì đấy nó đặc biệt mà nó mang hồn cốt của người Việt. Và cái thứ hai là tôi muốn có một cái gì đấy, cái nét gì đấy là khi vào mà nó có thể là một cái bảo tàng rất đương đại, nhưng mà nó mọi người đều nhìn thấy cái là nó biết ngay là của Việt Nam, không giống với bất kể một cái đất nước nào. Từ tất cả những cái đồ vật dụng trong nhà là đều là độc bản, ví dụ như rồng hóa, cúc hóa, phượng hóa, mai hóa, trúc hóa, mà để làm để cho cái lớp trẻ họ tiếp cận, họ yêu cái văn hóa của dân tộc. Chứ không phải vào đây là thấy linh thiêng, nhưng mà thấy yêu và thấy đẹp thật, đấy, vào để gần gũi với như là ở trong nhà mình. Thiết kế của bảo tàng gồm nơi trưng bày hiện vật, phòng trưng bày và nhiều phòng chức năng khác. Bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có một thư viện để trưng bày, lưu giữ sách về Hát Văn, Hầu Đồng, Quan Họ, nhiều bức tranh cổ liên quan các loại hình nghệ thuật dân gian. Đặc biệt, bức tường tháp ngói bao bọc vườn cây ăn quả càng làm cho không gian nơi đây thêm thân thương gần gũi. Ở ngoài kia để xây cái mũ. Chị Xuân Hinh thì một người vô cùng truyền thống, nhưng lại bảo là muốn làm cái gì đấy mà chưa từng có bao giờ, thì là cũng thử thách ấy. Bởi vì cái một cái công trình văn hóa tâm linh này, cái hồn cốt nó nằm ở truyền thống, nó nằm ở những cái thứ đã tồn tại rồi. Thế cho nên là khi mà anh Hinh thì anh cũng rất là để ý cái việc là anh luôn hỏi với tôi là liệu mình sẽ xây dựng một cái gì nhỉ, cái ấn tượng về những cái mái ngói ấy. Nó quá ăn sâu vào cái tiềm thức của mình rồi. Vậy cho nên khi anh Hinh anh ấy đặt cái câu hỏi để mang ra để bàn là vậy chúng ta sẽ xây dựng bằng vật liệu gì, để câu đợi cái ý nghĩa đầu tiên nảy lên ngay lập tức là mình đã nghĩ rằng là những cái mái ngói cũ đấy nó đã ùa ngay về trong ký ức rồi, thì mình có bảo trao với anh Hinh hay là mình dùng ngói cũ để xây, thì anh Hinh chỉ mất có một giây lặng lại và gật đầu, và ngay lập tức thì ngay là tối hôm đó là anh đã bắt đầu sưu tầm rồi. Mà những cái viên ngói thì ngày xưa là Xuân Hinh từ năm 13 tuổi đã là người đi bắt ngói thuê để bắt từng viên ngói. Thế nó có cái ký ức nó ùa về. Mà tự dưng mình đi qua bây giờ thì thấy người ta sau khi người ta đô thị hóa thì người ta cầm cái cẩu người ta giật xuống cái, thì là tất cả vỡ để xuống làm nền. Mà cái viên ngói thì nó mốc mà nó rất tình cảm. Mà nếu phải nói về kinh tế thì để làm đến một viên ngói ngày xưa thì không biết bao nhiêu tiền.
Việc đưa ngói vào kiến trúc khiến không gian bảo tàng Đạo Mẫu thêm gần hơn với thiên nhiên, giúp những người tham quan như trở về với tuổi thơ, với những lớp mái ngói rêu phong cổ kính đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ. Cái bí ẩn ở đây nó không nằm ở ngói nữa đâu, nó lại nằm ở khu vườn mà chú Hinh đã có 50 năm nay rồi, chính là khu vườn vải. Khu vườn vải đấy thực ra khi mà đến hiện trạng một cái thì chị đã nhận ra ngay nó là một cái thứ quý giá nhất, bởi vì khi một vườn vải nó đủ tuổi thì nó có cái thần riêng của cây, tức là nó có cái tính linh ở đấy rồi. Vậy thì làm sao mình phải tôn vinh cái vườn vải để lên tất cả cái tường ngói này hay những cái tháp ngói, thực ra nó để bao bọc cái vườn vải và để tôn vinh cái vườn vải, để giữ được cái tinh thần của cái vườn vải đấy, tức là giữ được cái tính thiêng của cái nơi chốn này rồi, thì nó đã tồn tại sẵn ở đây rồi, mình chỉ việc là gợi nó ra thôi. Không chỉ mang kiến trúc độc đáo mà công trình này còn mang nhiều giá trị to lớn về văn hóa nghệ thuật. Mỗi góc, mỗi bối cảnh trong bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh đều chứa đựng câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại tất cả đều đậm chất Việt. Công trình này được Domos, tạp chí kiến trúc uy tín hàng đầu thế giới, xếp hạng dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisự.tvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Chạm Rúp. Còn bây giờ Tuân Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.